Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Từ 18 đến 23 tuổi, 1935 đến 1940. Chương 3. Tần Hiếu cùng xuất gia. 26. Chăm sóc mẹ bên giường bệnh. Lúc Hòa Thượng 17 tuổi, mẹ ngài bị bệnh nằm liệt giường. Phần làm con, Hòa Thượng vừa dạy học vừa săn sóc mẹ. Ngài đã tuyệt thực đến 36 ngày. Hy vọng với lòng chí thành khẩn thiết, cảm ứng đạo giao khiến cho mẹ ngài sớm được bình phục. Hòa Thượng kể: từ lúc mẹ tôi bị bệnh, tôi vừa dạy học vừa hầu hạ chăm lo cho bà. Mẹ tôi bị bệnh nằm liệt giường hơn nửa năm. Tôi không biết bà bị bệnh gì. Bà không đi được, cũng không thể trăn trở thân thể, nên lâu ngày thân có mùi hôi. Tôi tuy là con trai, nhưng trong nhà không còn ai có thể săn sóc cho bà. Cho nên từ việc trở mình đến tiểu tiện của bà đều do một tay tôi làm lấy. Phải chăng lúc đó tôi làm những việc này một cách miễn cưỡng? Không phải, tôi đã tận hết sức mình, một lòng chăm sóc bà già. Lúc đó tôi đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi để chữa bệnh cho mẹ, nhưng cũng không trị được. Năm 18 tuổi, tôi thường hay tuyệt thực, có khi không ăn 7 ngày, có lúc 18 ngày, thậm chí đến 36 ngày. Như vậy mà vừa dạy học vừa tuyệt thực. Tại sao phải nhịn đói như vậy? Bởi tôi hy vọng với lòng cầu nguyện chí thành khẩn thiết của tôi sẽ cảm ứng đạo giao, cho mẹ sớm được phục hồi. Ha ha ha, 问什么的说呵。